Ây dồi. Tao cấm mày câu cầm mi mày hiểu chưa? Chúng tôi mới là người yêu nhau thật lòng. Anh phải tin em chứ, em chả bao giờ em lừa dối cái gì à? Anh không thể nào sống thiếu em được. Khi nào ấy mà anh chiếm được cái ghế giám đốc thì em và anh sẽ công khai. Đồ khốn, mày tôi phải giết anh mày. Ôi hai cái đứa này, chỉ vì một đứa con gái mà sức mẻ tình cảm, chúng mày có muốn để cho mẹ sống không? Ôi ra cái thằng này đấy rồi, đấy rồi. Tao nói rồi, tao cảnh cáo mày, My là người yêu của tao, sau này sẽ là chị dâu tương lai của mày. Tao cấm mày cưa cầm My, mày hiểu chưa? Là anh cưỡng ép cô ấy làm người yêu của anh. Chúng tôi mới là người yêu nhau thật lòng. Anh đừng tưởng anh là giám đốc, anh thích làm gì thì làm. Mày im mồm đi, thằng nhãi danh. Bây giờ mày dám láo tết với tao à? Tao cho mày tiền ăn học đàng hoàng, bây giờ mày về mày mất dạy như thế này à? Tôi chả làm gì sai cả. Anh hãy buông tha cho cô ấy đi. Tất cả ngồi xuống. Ngồi xuống. Hay nhỉ, cả hai thằng đều là anh em ruột của nhau, vì cái chuyện gì mà lại cãi nhau như vậy, đánh nhau nữa. Bây giờ người ngoài người ta nhìn vào thì còn ra cái thể thống gì. Thế rốt cuộc cái đứa con gái đấy nó là đứa nào? Vừa nãy còn đánh nhau, cãi nhau hùng hổ lắm cơ mà, tại sao bây giờ im hết cả vậy? Thế có kể cho mẹ nghe không? Hay là mẹ tự tìm hiểu đây? My là thư ký của công ty anh Long. Chính anh Long đã bắt ép My phải yêu anh Long. Nếu không My sẽ bị đuổi việc. Mày đừng nói điêu. Tao không bắt ép gì cả. Chính mày đã bám lấy nó. Anh đừng có vu oan cho tôi. Tao? Mày thích to mồm với tao à? Mày thét đỏ nữa hả? Hả? Ngồi ra. Hóa ra là chỉ vì một đứa con gái mà hai anh em lại xảy ra như vậy. Nhưng mà cô ấy là người yêu của con. Được rồi, thế bây giờ hai đứa chúng mày có muốn mẹ đuổi ra khỏi quán kia không? Để mà giải quyết không? Chán. Thôi, em xin phép ra ngoài ạ. My. À, dạ vâng ạ. Em ở lại em hỏi chuyện một chút. À, vâng. Chuyện của em với Toàn rốt cuộc là như thế nào? Ờ, anh hỏi đấy là sao? Mà em với anh Toàn làm gì có chuyện gì đâu ạ? Tại sao nó nói với anh em là người yêu của nó? Rồi cái gì mà anh ép buộc em phải yêu anh là sao? Ờ, đâu, làm gì có chuyện đấy chứ. Em với cả anh Toàn cùng lắm là gặp nhau ở công ty có mấy lần, với cả thêm một cái lần mà em sang nhà anh đưa tài liệu thôi mà. Không thể hiểu nổi cái thằng đấy, cho đi du học về thành ra dở hơi. Anh phải tin em chứ, em chả bao giờ em lừa dối cái gì à? Anh biết mà, anh tin em nên anh mới hỏi thẳng em, chứ nếu không ấy anh đã tự mình đi điều tra rồi. Từ trước đến giờ em chả bao giờ em lừa dối cái gì anh cả, thế mà lại bảo sao em lại ép buộc anh cái gì cơ chứ? Em nói thế thì anh yên tâm rồi. Thôi em làm việc tiếp đi, việc nhà anh sẽ tự giải quyết. Thôi em đi làm việc đây. Này, đây, mày lén lén lút lút làm cái gì nhỉ? Có ai đây đâu? Anh làm gì đây à? Anh có biết là hôm nay anh Long chửi em ầm ĩ ở công ty không? Cái gì? Anh Long chửi em á? Được rồi, đành đi gặp anh Long. Này, anh bị điên à? Sao lúc nào anh cũng hành động thiếu suy nghĩ thế nhở? Nếu mà anh có giỏi ấy, thì anh lên hẳn công ty anh chiếm cái ghế giám đốc đi. Nhưng anh mới ra trường, anh chưa có kinh nghiệm, chắc chắn mẹ không cho anh ngồi ở vị trí cao như thế đâu. Thế thì em phải ngoan ngoãn nghe lời em. Em nói vậy nghĩa là em không còn yêu anh nữa. Em muốn cưới anh Long phải không? Nếu mà bây giờ anh vẫn còn làm những hành động thiếu suy nghĩ thế thì em sẽ cưới anh Long thật đấy. Không, anh xin em đấy, anh không thể nào sống thiếu em được. Em cũng yêu anh, nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc chúng mình công khai. Khi nào ấy mà anh chiếm được cái ghế giám đốc ấy thì em và anh sẽ công khai. Được, anh sẽ cố gắng tất cả những gì vì em. Đến lúc đó
anh sẽ được ở bên em. Anh Long, em muốn vào công ty mình làm việc. Để làm gì? Em tốt nghiệp về nước cũng mới tháng rồi, em không muốn ăn chơi lêu lỏng nữa. Với cả công ty của bố mẹ cũng là để cho hai anh em mình, em cũng muốn có phần. Mẹ còn sống sờ sờ ra kia, mày tính chia chắc cái gì? Hay là mày muốn vào công ty để gặp My có đúng không? Em không có ý đó. Thật ra em chỉ muốn vào công ty mình làm việc mà thôi. Mày đừng hòng qua mắt tao. Trước đây mày nói là mày muốn tự lập, mày muốn làm ở công ty khác. Bây giờ mày nói như thế, mày nghĩ tao tin mày à? Anh không tin thì tùy, mà có bao giờ anh tin tôi đâu. Vì sao tao không tin? Vì mày là một cái thằng chẳng làm nên một cái trò trống gì cả. Mày còn đi tranh giành người yêu của anh trai mày nữa. Thằng mày giận. Anh đừng tưởng anh là giám đốc của một công ty, mày khinh thường tôi. Tao không muốn cãi nhau với mày. Anh khinh thường tôi đấy à? Hôm nay tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện rõ ràng với anh. Rõ ràng chuyện gì? Chỉ có đầu óc của mày là không rõ ràng thôi. Mày, tôi phải giết anh mày. Ui, hai cái đứa này. Ui, nó mày xin, mày xin. Ui, muốn xuống. Thì cái nhà này chưa đủ ấm ý hay sao mà chúng mày còn lại còn đánh nhau nữa hả? Mày xem đi, thằng con trai quý hóa của mẹ định giết con đấy. Mày to gan nhỉ? Toàn, con định làm gì hả con? Con chả làm gì cả. Anh Long ép con này. Tao ép mày à? Hai anh em ruột chỉ vì một đứa con gái mà sứt mẻ tình cảm. Thế thì bây giờ liệu chúng mày có định để cho mẹ sống không? Mẹ giải quyết đi. Anh, hay là anh đưa em đi Phú Quốc đi. Em thấy bọn bạn em cứ check in ở đấy, thích ôi là thích luôn ý. Được rồi, anh sẽ đưa em đi Phú Quốc. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi đấy, thấy chưa? Ơi, chỉ có anh là thương em nhất thôi. À, thế dạo này thằng Toàn còn làm phiền em nữa không? Không, nhưng mà sao tự nhiên dạo này cậu ta ngoan thế? Hôm trước nói chuyện với mẹ anh nên là tự nhiên ngoan thế đấy. Mà thôi không sao, nó không làm phiền em mà được. Anh với cả anh Long chả giống tính nhau gì cả. Anh thì dịu dàng biết bao nhiêu, còn ông kia ấy, suốt ngày bắt em làm cái nọ ấy kia. Anh xin lỗi vì đã không thể giúp em thoát khỏi anh ta được. Không sao, em ấy có thể chịu thiệt thòi vì anh cũng được mà. Anh ước anh có thể tài giỏi hơn để có thể tự tin ngồi vào vị trí tổng giám đốc đấy. Đến lúc đấy anh sẽ đường đường chính chính lấy em làm vợ. Em chỉ việc ngồi đếm tiền và hưởng lạc thôi, em không cần phải làm gì cả. Em tin anh sẽ làm được mà, miễn là lúc nào anh cũng cố gắng là được. Chỉ có em tin anh mà thôi, đến cả mẹ anh cũng không tin anh nữa mà. Không sao, bây giờ ấy anh phải mạnh mẽ lên, xong rồi mình nghĩ đến chuyện tương lai, lúc đấy mình mới đàng hoàng đến được với nhau chứ. Đây, hai con xem đi. Sáng mắt ra chưa? Hai đứa lớn bằng từng này mà bị một đứa con gái nó dắt mũi cho. Con không ngờ cô lại như thế thật. Còn anh nữa, đường đường là một giám đốc mà lại không nhìn rõ được cái âm mưu sâu độc của cô ta, thì anh có xứng đáng với cái chức vụ giám đốc mà bố mẹ bàn giao cho anh không? Con xin lỗi mẹ. Còn con nữa, con đã biết sai ở điểm nào chưa? Dạ, con biết rồi mẹ. Biết thì là tốt, vì con còn quá trẻ, chưa từng trải, nên chưa hiểu thấu được lòng người, nên bị cô ta lừa gạt về phản bội gia đình. Con không dám nhìn mặt mẹ với anh Long nữa đâu. Thôi, bây giờ hai đứa giảng hòa với nhau đi, anh em trong gia đình là phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, chứ không phải
hơn một tí là đánh nhau. Đây sẽ là bài học quý báu để cho các con rút kinh nghiệm. Con hiểu rồi. Bố các con mất sớm, mẹ chỉ có mỗi hai con thôi, nên các con đừng làm mẹ buồn nhé. Bây giờ ba mẹ con chúng mình sẽ đi lật tẩy cái bộ mặt thật của cô ta có được không? Phải làm thế nào hả mẹ? Alo, em nghe. Em đang ở đâu đấy? Có chuyện gì không hả? Anh có chuyện cần gặp em gấp. Bây giờ á? Vâng, thế để em đến luôn. Ơi, em đang ở đâu đấy? Sao? Anh có chuyện gấp muốn gặp em. Nhưng mà không được. Bây giờ em đang đi có việc, một tí nữa em mới qua được cơ. Không, cần phải gặp trực tiếp cơ. Em đến quán cà phê luôn nhé. Nhưng mà khoan, em nghĩ rồi. Thôi anh ở công ty đi, xong rồi có gì thì nữa em qua luôn nhá. Sao anh gọi em cái gì gấp thế? Em ngồi xuống đi. Chắc là mệt lắm nhở, cuộc sống em. Chả mệt. Tự nhiên em đang đi anh gọi em gấp như thế thì em đến đây. Nhưng mà có chuyện gì? Thật ra anh có một chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Thời gian này anh muốn nghỉ ngơi, cho nên anh sẽ nhường ghế giám đốc cho thằng Toàn. Em thấy sao? Anh bị điên à? Sao nhiên em lại nghĩ ra cái đấy? Dù sao thằng Toàn cũng là em trai của anh, tiền vẫn ở đấy, không mất đi đâu cả. Với lại trước khi cưới, anh muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Nó không phải là như thế. Nhưng mà cái thứ nhất ở đây là Toàn còn trẻ người non dạ, làm sao mà quản lý được công ty được. Với cả còn chưa kể đến, nếu mà bây giờ anh đưa cho cậu ta cái chức như thế thì làm sao mà chắc gì anh đã lấy được. Anh cứ tưởng em sẽ vui lắm. Nếu như thằng Toàn làm giám đốc ấy, em mà nó sẽ công khai ở bên nhau luôn. Anh đang nói cái quái gì đấy? Em đã bảo em với cả anh Toàn không có cái gì cả mà. Chẳng phải em hứa, khi tôi lấy được vị trí giám đốc này thì cô sẽ bỏ anh Long. Còn bây giờ cô hết yêu tôi rồi à? Nhưng mà chuyện này là như thế nào? Các người đang gài bẫy tôi đấy à? Cô nói thế mà nói được à? Chúng tôi lừa cô hay là cô bắt cá hai tay hả? Không ơi, cháu không có làm thế. Mà cô nói cho tôi nghe, trong hai thằng con trai của tôi đây, cô chọn ai? Anh ơi, chuyện này em chả hiểu cái gì cả. Cô chọn tôi à? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện mà tôi nhường ghế giám đốc cho thằng Toàn là thật. Nếu sau này nó không chu cấp cho tôi nữa, cô nuôi tôi nhá. Sao mà chuyện như thế này? Tất cả tại bà đúng không? Cô đừng có láo tết đấy mẹ tôi. Loại người như cô không xứng. Ngay lập tức, ngày mai cô bị đuổi việc. Cũng may là cô chưa làm gì ở công ty này, không thì cô không ra đi dễ dàng như thế đâu. Mà cái loại người như cô ấy, quả báo ấy, nhận còn chưa kịp lại còn mong lừa được người khác cơ à? Tôi khuyên cô nên sống lại đi. Đừng có phụ công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ cô đổ xuống sông xuống biển. Các người hôm nay hùa vào để làm hại tôi. Được, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người đâu.